Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hiện tại địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu những dòng máy cưa xích thì liên hệ qua Zalo, bên em tư vấn. Hôm nay em sẽ giới thiệu máy cưa xích Shindaway 381. Thì thằng này là hàng của Nhật nhá, xi lanh 40 ly. Đó, sử dụng lam 40 sen chuột. Thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Đây, lam xích đây, còn mới tinh. Lốc của nó đây nhá. Mã số seri của máy 512-2447, made in Japan. Đây, 381 Shindaway. Nói chung là hàng này cũng còn đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản, không lai một con ốc. Giờ em sẽ vào phần nổ nhé. Thì quý khách nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua em nhé. Thì đây nó có hai bình chứa nguyên liệu nha mọi người. Bình nắp màu đen này, bên trên gần lam xích này, đó là nhớt thải lôi lam sen nha mọi người. Còn nắp màu đỏ ở dưới là xăng pha với nhớt. Đó. Giờ cách khởi động nó thì công tắc ở đây, đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt. Còn cần e thì đây, để lâu hoặc hết xăng đẩy nó ra. Giật nó ho lên một tiếng, mọi người đẩy vô là xài bình thường nhé. Giờ em sẽ khởi động lại ha. Đó, nó ho lên một tiếng, mọi người đẩy vô nhé. Cái này em để lâu rồi nên là phải khởi động lại như lúc ban đầu nhé. Sáng sớm là mọi người phải làm như hệt em là được. Đó. Nó chỉ mất lúc ban đầu thôi, còn khi mà nổ được rồi thì mọi người nhích nhẹ phát là nổ. Máy cũ chứ. Ngon nhờ. Đấy, thì rất thích hợp cho những anh nào cắt tầm trung gia đình nhá. Thì những anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em.